thì mình sẽ lấy căn đá một chút, mình sẽ đi vào cái con phố mà trong ngày có rất nhiều quán xông hơi massage các bạn. Đây là một cái quán mì. Thì ở đây những người mà đang xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Song Joe GP của Song Anh Nhật. Thì tiếp tục cuộc hành trình mình review tất cả các cái ga quanh tuyến Yamano Tenrai. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái ga Shimbashi. Thì hiện tại mình đang đứng ở cửa Hibiya Hiriguchi nha các bạn nhé. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này, mình đi về cho các bạn xem quanh cái khu vực ga Shimbashi này thì có gì các bạn nhé. Thì ở đây có mấy tòa nhà trung tâm thương mại. Tòa nhà này họ bán đồ điện tử các bạn ạ. Đây thì đặt rất nhiều cái biển quảng cáo. Thì trước mặt mình có một cái con tàu các bạn ạ. Cái này là con tàu mang hiệu số C11292 nè. Cái con tàu này ngày xưa các bạn ạ thì không chạy nữa, họ để đây họ trưng. Thì hôm nay mình đi làm, mình về sớm, mình lên đây mình review cho các bạn xem. Bạn nào xem mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Đây có rất nhiều quán ăn các bạn ạ. Ở đây quán xá rất phát triển, đây là một trong những ga phát triển nhất ở Tokyo. Thì buổi tối như thế này thì hay có cái dịch vụ mà xông hơi massage các bạn. Thì cái thanh niên đứng ngoài này thì chào khách rất là nhiều. Ở đây cái dịch vụ mà gái gỗ thì rất phát triển các bạn ạ. Thì mình sẽ lấy căn đá một chút, mình sẽ đi vào cái con phố mà
trong này có rất nhiều quán xông hơi massage các bạn. Đây là một cái quán mì thì đây những người mà đang đứng ở gần đường này đều là những người mà đứng chào khách nha bạn. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi qua phía bên kia ga. Mình review cho bạn xem thì bên phía bên kia ga thì có những cái gì nhá. Bên này thì toàn những dịch vụ ăn uống thôi các bạn ạ. Ga này rất phát triển. Đây, đứng trên này thì có thể đứng dưới này thì có thể nhìn thấy tàu chạy ở trên kia. Thì hướng mình đang đi qua bên này đó là hướng đông các bạn. Ga Shimbashi này thì có cả Ginza Line. Đây kìa, vé bên này thì không nhộn nhịp bằng vé bên kia. Bên kia thì toàn những quán ăn uống rồi quán massage xông hơi các bạn. Bên kia có cái Big Show. Mình sẽ đi sang phía bên này nhé. Kia có một tiệm thuốc các bạn. Kia là bán thuốc ấy. Thì bên này họ chỉ bán những cái thuốc xoa bóp này, thuốc giảm cân, chứ họ không có bán những cái thuốc mà trị cảm cúm các thứ. Nếu mà mình bị sốt hoặc bị cảm cúm thì mình phải đi khám trong bác sĩ kê đơn thì mình phải đi mua thuốc được. Thì bên này nó là như thế này. Mình thấy
trên này người đi chơi rất là đông. Hiện tại thì cũng khá là muộn rồi. Kia có một cái tòa nhà karaoke. Thì bên này thì ra chỗ bắt xe buýt các bạn. Đây thì ở Nhật thường có cái dịch vụ mà thuê xe đạp ấy. Thì ở trước ở ga Shinawa thì có rất nhiều cái xe như kiểu như thế này. Thì ở ga này thì cũng có luôn hai cái thôi. Ra Shinawa thì rất là nhiều. Ok, mình sẽ tiếp tục đi ra ngoài bên này nhé. Đây là rất là nhiều nhà cao tầng.